Quyển 74, thứ 15 Bồ Tát Địa, phần 3. Lại nữa Ốt Đà Nam nói, nhiếp vô tánh biết thầy, mật ý thầy sở hành, thùng đạt và tùy nhập, sai biệt nương đi sau. Hỏi, ba chủng tự tánh và năm pháp là tướng, trong năm pháp tự tánh ban đầu nhiếp thuộc bao nhiêu pháp? Đáp, đều không nhiếp thuộc pháp nào. Hỏi, tự tánh thứ hai nhiếp thuộc bao nhiêu pháp? Đáp, nhiếp thuộc 4 pháp. Hỏi, tự tánh thứ ba nhiếp thuộc bao nhiêu pháp? Đáp, nhiếp thuộc 1 pháp. Nếu tự tánh y tha khởi cũng nhiếp thuộc chánh trí, cớ sao trước thuyết tự tánh y tha khởi duyên chấp tự tánh biến kế sở chấp nên có thể rõ biết? Đáp, ý kia chỉ thuyết tự tánh y tha khởi phần tạp nhiễm, chẳng phải phần thanh tịnh. Nếu phần thanh tịnh nên biết duyên không chấp tự tánh biến kế sở chấp nên có thể rõ biết. Lại nữa, tánh của ba chủng tự tánh và ba chủng vô tự tánh, đó là tướng tánh vô tự tánh, sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Do tướng tánh vô tự tánh nên tự tánh biến kế sở chấp nói là vô tự tánh. Do sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh nên tự tánh ý tha khởi nói là vô tự tánh. Vì tánh đây chẳng phải tự nhiên có nên chẳng phải tánh sở duyên thành tịnh. Chỉ do thắng nghĩa tánh vô tự tánh nên tự tánh viên thành thật thuyết là vô tự tánh. Vì cớ sao? Do tự tánh đây cũng là thắng nghĩa, cũng là chỗ hiền của tất cả pháp tánh vô tự tánh. Hỏi, ba chủng tự tánh bao nhiêu nền biết khắp? Đáp, tất cả. Hỏi, bao nhiêu nền vĩnh viễn đoạn trừ? Đáp, một. Hỏi, bao nhiêu nền chứng đắc? Đáp, một. Lại nữa, do ba chủng tự tánh đầy tất cả kình bất liễu nghĩa, các nghĩa ẩn mật đều theo đó quyết liễu. Đó là ngôn ngữ bí mật của chư Như Lai và chỗ có nghĩa trọng yếu. Vô lượng giáo, ngôn ngữ bí mật của chư Bồ Tát đều do ba chủng tự tánh đầy mà theo đó quyết liễu. Hỏi, như trong kình đã thuyết, vô sanh pháp nhẫn kiến lập thế nào? Đáp, do ba tự tánh mà được kiến lập. Tức do tự tánh biến kế sở chấp lập bản tánh vô sanh nhẫn, do tự tánh ý tha khởi lập tự nhiên vô sanh nhẫn, do tự tánh viên thành thật lập phiền não khổ cống vô sanh nhẫn, nên biết nhẫn đây không có thối chuyển. Lại nữa, ba chủng giải thoát môn cũng do ba tự tánh đây mà được kiến lập, tức do tự tánh biến kế sở chấp lập không giải thoát môn, do tự tánh ý tha khởi lập vô nguyện giải thoát môn, do tự tánh viên thành thật lập vô tướng giải thoát môn. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp là sở hành của trí nào, là phàm trí hay thánh trí? Đáp, đều chẳng phải sở hành của trí, vì dụng vô tướng vậy. Hỏi, tự tánh y tha khởi là sở hành của trí nào? Đáp, là sở hành của hai trí, nhưng chẳng phải sở hành của thánh trí xuất thế. Hỏi, tự tánh viên thành thật sở hành của trí nào? Đáp, chỉ là sở hành thánh trí. Hỏi, những người quán hành khi thông đạt tự tánh biến kế sở chấp nên nói hành nơi tướng hay hành nơi vô tướng? Đáp, nếu vì dụng thế gian trí nên khi thông đạt nói là hành nơi tướng, nếu vì dụng xuất thế gian trí nên khi thông đạt nói hành nơi vô tướng. Như tự tánh biến kế sở chấp thì tự tánh đi tha khỏi và tự tánh viên thành thật cũng vậy. Hỏi, nếu người quán hành khi như thật ngộ nhập tự tánh biến kế sở chấp nên nói tùy nhập tự tánh nào? Đáp, tự tánh viên thành thật. Hỏi, nếu người quán hành khi tùy nhập tự tánh viên thành thật nên nói trừ khiển tự tánh nào? Đáp, tự tánh y tha khởi. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp có bao nhiêu chủng? Đáp, tùy ở trong tự tánh y tha khởi mà thi thiết kiến lập sở hữu phần lượng của tự tánh sai biệt. Tức như lượng kia thì tự tánh biến kế sở chấp cũng vậy. Do đây nên biết tự tánh biến kế sở chấp có vô lượng sai biệt. Lại ở trong tự tánh y tha khởi có hai chủng chấp tự tánh biệt kế sở chấp. Một, tùy giác. Hai, xuyên suốt tập quen, tập khí, tùy miên. Hỏi, tự tánh y tha khởi có bao nhiêu chủng? Đáp, nên biết như tướng có nhiều phẩm loại sai biệt. Lại có hai chủng tự tánh y tha khởi. Một, chỗ khởi do chấp tự tánh biệt kế sở chấp. Hai, chỗ khởi do không chấp tự tánh biệt kế sở chấp. Hỏi, tự tánh viên thành thật có bao nhiêu chủng? Đáp, vì ở tất cả xứ đều chỉ có một vị, nên tự tánh viên thành thật, không ăn lập phẩm số sai biệt. Hỏi, những gì là chỗ nương của tự tánh biến kế sở chấp? Đáp, ba sự là tướng, danh và phân biệt làm chỗ nương. Hỏi, những gì là chỗ nương của tự tánh y tha khởi?
Đáp, tức chấp tự tánh biến cái sở chấp và đẳng lưu của chính nó làm chỗ nương. Hỏi, những gì là chỗ nương của tự tánh viên thành thật? Đáp, không chỗ an trụ, không chỗ nương khá. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, nếu không có tác nghiệp, vì tế thảy không thể, sanh chấp thảy rõ biết, nhiễm khổ dục phân biệt. Hỏi, nếu không có tự tánh biến kế sở chấp sẽ có lỗi gì? Đáp, ở trong tự tánh y tha khởi, lẽ không giành lời, chấp không giành lời. Nếu đây không, thì chẳng thể rõ biết tạp nhiễm thành tịnh. Hỏi, nếu không có tự tánh y tha khởi sẽ có lỗi gì? Đáp, trong do dụng cùng, tất cả tạp nhiễm đều lẽ chẳng phải có. Nếu đây không, làm sao có thể rõ biết không thanh tịnh? Hỏi, nếu không có tự tánh viên thành thật sẽ có lỗi gì? Đáp, đều lẽ chẳng thể rõ biết tất cả phẩm thành tịnh. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp năng tạo bao nhiêu nghiệp? Đáp, năm, đó là một năng sanh tự tánh y tha khởi. 2. Tức ở nơi tánh kia năng khởi ngôn thuyết. 3. Năng sanh chấp bồ đạc giả là. 4. Năng sanh chấp pháp. 5. Năng nhiếp thọ tập khí thổ trọng của hai chấp kia. Hỏi, tự tánh y tha khởi năng tạo bao nhiêu nghiệp? Đáp, cũng 5. Đó là một năng sanh sở hữu pháp tánh tạp nhiễm. 2. Năng làm chỗ nương của tự tánh biến kế sở chấp và tự tánh viên thành thật. 3. Năng làm chỗ nương chấp bồ đạc giả là. 4. Năng làm chỗ nương chấp pháp. 5. Năng làm chỗ nương tập khí thô trọng của hai chấp kia. Hỏi, tự tánh viên thành thật năng tạo bao nhiêu nghiệp? Đáp, cũng 5. Do 5 nghiệp đầy đối trị tánh cảnh giới sở duyên sanh khởi của hai chủng tự tánh kia. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp nên nói vi tế hay nói thô? Đáp, nên nói vi tế. Như vi tế thì khó thấy, khó nhận biết, nên biết cũng vậy. Hỏi, tự tánh y tha khởi nên nói vi tế hay nói thô? Đáp, nên nói là thô nhưng khó thấy, khó nhận biết. Hỏi, tự tánh viên thành thật nên nói vi tế hay nói thô? Đáp, nên nói cực vi tế. Như cực vi tế thì cực khó thấy, cực khó nhận biết, nên biết cũng vậy. Hỏi, ba tự tánh đây bao nhiêu là không thể năng chuyển có thể? Đáp, một. Hỏi, bao nhiêu là có thể năng chuyển có thể không thể? Đáp, một. Hỏi, bao nhiêu là có thể mà chẳng năng chuyển? Đáp, một. Hỏi, ba tự tánh đây bao nhiêu là chẳng sanh, năng sanh nơi sanh? Đáp, một. Hỏi, bao nhiêu là sanh, năng sanh nơi sanh, chẳng sanh? Đáp, một. Hỏi, bao nhiêu chẳng phải sanh, chẳng năng sanh, nơi sanh và chẳng sanh? Đáp, một. Hỏi, sao gọi là nên biết tướng chấp, không chấp tự tánh biến kế giả chấp? Đáp, đây có hai chủng. Một, chấp hoặc không chấp giác ngộ kia. Hai, chấp hoặc không chấp tùy miên kia. Nếu do ngôn thuyết giả lập danh tự quyết định tự tánh các pháp biến kế gọi là chấp giác ngộ kia, nếu khéo rõ biết chỉ có danh, vì biết chỉ có danh nên chẳng phải các pháp kia có tánh quyết định gọi là ở nơi kia không chấp. Nếu tùy miên tập khí kia chưa mỏng nhẹ cho đến chưa xả tập khí thô trọng nên biết ở nơi kia có chấp tùy miên, nếu đã vĩnh viễn đoạn trừ gọi là không chấp. Hỏi, sao gọi là nên biết tướng chấp không chấp tự tánh y tha khởi? Đáp, do chấp giác ngộ tự tánh biến kế sở chấp lại biến kế kia thành tự tánh, đây gọi là chấp giác ngộ. Hoặc khéo rõ biết chỉ có các tướng biến kế kia chẳng thành tự tánh gọi là không chấp giác ngộ. Hoặc nơi tướng vượt chưa vĩnh viễn mỏng nhẹ ở trong các tướng lúc có sở đắc gọi là chấp tùy miên. Hoặc nơi tướng vượt đã vĩnh viễn mỏng nhẹ vì ở nơi vô tướng giới tránh rõ biết nên ở nơi tướng không đắc, hoặc thời sau như sở hữu có được mà có sở đắc nên biết là không chấp tùy miên. Hỏi, sao gọi là nên biết tướng chấp không chấp tự tánh viên thành thật? Đáp, đây không có chấp vì ở giới đây chẳng phải là chỗ an đạt của chấp kia vậy. Nếu người ở trong giới đây chưa đắc, chưa xúc, chưa tác chứng mà phát phải tăng thượng mạn, cho là đã đắc, đã xúc, đã chứng, tức là tăng thượng chấp tự tánh biến kế sở chấp và y tha khởi. Hỏi, phải biết tự tánh biến kế sở chấp thế nào? Đáp, nên trần tránh rõ biết chỉ có danh chỉ biến kế chấp, vô tướng, vô tánh, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải hệ buộc, chẳng phải lìa hệ buộc, chẳng phải phược, chẳng phải giải thoát, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải không khổ, không lạc. Duy chỉ một vị ở khắp tất cả xứ, đều như hư không, dụng hết thảy vô lượng hành tướng như vậy, nên biết đã trần tránh rõ biết tự tánh biệt kế, sở chấp.
Hỏi phải biết tự tánh y tắc hỏi thế nào? Đáp phải trờn tránh rõ biết tất cả lý lẽ đều do sự hữu vì nhiếp lấy, giờ gọi là tất cả sự lý lẽ. Chỗ gọi là sự uẩn, sự giới, sự xứ, sự duyên khởi, sự xứ phi xứ, sự căn, sự nghiệp, sự phiền não, sự tùy phiền não, sự sanh, sự đường ác, sự đường thiện, sự sản sanh, sự sắc loạn, sự tứ đại vương chúng thiên cho đến sự tha hóa tự tại thiên, sự phạm chúng thiên cho đến sự sát cứu cánh thiên, sự không vô biên xứ cho đến sự phi tưởng, phi phi tưởng xứ, sự tùy tín hành, sự tùy pháp hành, sự thiện căn thuận phần quyết trạch, sự kiến đạo, sự tu đạo, sự quả dự lưu cho đến sự quả A-la-hán, sự độc giác, sự chánh đẳng giác, sự diệt thọ tưởng, sự đến bờ kia, sự niệm trụ cho đến sự đạo tri, sự tịnh lự vô lượng vô xác định, sự tu tưởng, sự tu tùy niệm, sự giải thoát thắng xứ biến xứ, sự vô sở úy lực, nguyện trí bất hộ niệm trụ đại bi tập khí vĩnh viễn hại diệt, các tướng tùy hảo, tất cả chủng diệu trí, tất cả pháp Phật bất cộng. Lại phải rõ biết đối với huyễn mộng, bóng sáng, tiếng vang trong hang, bóng trăng trong nước và biến hóa, giống như đống bọt nước, giống như bong bóng nước, giống như dương diệp, giống như cây chuối, như say, như cuồng, như oán, như hại, như nước dơ, như còn vài mượn, như dương rắn độc, là không vô nguyện, viễn ly, không thủ, hư ngụy, chẳng bàn, hết thảy vô lượng tại sai biệt như vậy. Hỏi phải biết tự tánh viên thành thật thế nào? Đáp phải tránh rõ biết tướng sai biệt, chỗ gọi là chân như thật tế pháp giới, hết thảy vô lượng lại sai biệt như vậy. Lại phải rõ biết các sự sai biệt khác, như không hình sắc, không thể xem thấy, không chỗ nương trụ, không chỗ phan duyên, chẳng thể hiển hiện, chẳng thể liễu biệt, chẳng thể thi vi, chẳng thể tuyên thuyết, lìa các hí luận, không thủ không xả, hết thảy vô lượng lại sai biệt như vậy. Hỏi ba tự tánh đây bao nhiêu không tự nhiễm mà năng khiến tha nhiễm? Đáp một. Hỏi bao nhiêu duy trì tự nhiễm? Đáp một. Hỏi bao nhiêu tự thanh tịnh khiến tha thanh tịnh? Đáp một. Như nhiễm nên biết khổ cũng vậy. Hỏi tự tánh biến kế sở chấp lấy gì làm dụ? Đáp dụ như hư không. Hỏi tự tánh y tha khởi lấy gì làm dụ? Đáp dụ như hại như oán. Hỏi tự tánh viên thành thật lấy gì làm dụ? Đáp dụ như đại bảo vô tận ẩn tàng. Hỏi tự tánh biến kế do cớ gì biến kế? Đáp do tự tánh y tha khởi. Hỏi tự tánh y tha khởi do cớ gì y tha? Đáp do nhân duyên. Hỏi tự tánh viên thành thật do cớ gì viên thành thật? Đáp do tất cả các khổ phiền não không khiến tạp nhiễm lại do thường vậy. Hỏi như đã thuyết thì năng thủ tuệ chân thật nghĩa là vô phân biệt. Sao nói nên biết tướng vô phân biệt là do không tác ý, là do siêu vượt kia, là do không chỗ có, là do tánh kia, là do ở nơi cảnh sở duyên tác giả hạnh. Nếu do không tác ý, tức là kia, mà tương ưng với như lý tác ý thì không đúng đạo lý, thì tức do ngủ say nên thành lỗi đây. Nếu do siêu vượt kia, thì sao nói kia không trái với thánh giáo? Như đã thuyết, thì sở hữu các tâm, tâm sở của ba cõi đều là phân biệt. Nếu do không chỗ có thì sao nói tuệ đây chẳng thành phi tâm sở? Nếu do là tánh kia thì sao nói tuệ đây chẳng thành tự tánh sắc và chẳng phải tướng thông đạt? Nếu do ở nơi cảnh sở duyên tác giả hạnh, sao nói không hề bám tuệ vô phân biệt lìa tánh giả hạnh? Nếu hết thảy như vậy đều không đúng lý thì sao gọi là nên biết tuệ vô phân biệt? Đáp vì ở nơi cảnh sở duyên lìa giả hạnh, cảnh sở duyên đây lìa tướng có không, các pháp chân như trước đây cũng là lìa các phân biệt, do thế lực trước dẫn phát tùy lìa ra hạnh, lúc nắm giữ tướng chân như tương ứng diệu tuệ sanh ở nơi tướng sở duyên năng hiện tướng chiếu soi nắm giữ, cho nên tuệ đây gọi là vô phân biệt. Như vậy đã thuyết quyết trạch phần chân thật nghĩa do năm nhân duyên nên biết sở hữu uy đức của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Những gì là năm? Một, vì sở hữu uy đức của Bồ Tát siêu vượt tất cả cảnh tầm tư. 2. Vì sở hữu uy đức của Bồ Tát, thí dụ thế gian chẳng thể sánh được. 3. Vì sở hữu uy đức của Bồ Tát do tâm khéo mài giũa sáng sạch. 4. Vì sở hữu uy đức của Bồ Tát, tâm một hướng không đồng phận cùng bất định địa. 5. Vì sở hữu uy đức của Bồ Tát, tâm một hướng hệ thuộc định địa. Lại nữa, ở trong Đại Thừa, có 10 pháp hạnh, năng khiến Bồ Tát thành thục hữu tình. Những gì là 10? Lại nữa, ở trong Đại Thừa có 10 pháp hạnh năng khiến Bồ Tát thành thục hữu tình. Những gì là 10?
Đối với đại thừa tương ưng tạng Bồ Tát như pháp khí kinh, giữ gìn ghi chép cúng dường huệ thí đối với người, cung kính lắng nghe, nếu người chân chánh thuyết hoặc tự đọc tụng suy ngẫm, hoặc lại lãnh thọ, đã lãnh thọ rồi dùng âm thanh lớn đọc tụng, hoặc lại vì người rộng thuyết khai thị, hoặc một mình ở chốn không nhà tư duy sò lường quan sát tùy nhập tu tướng. Hỏi, mười chủng pháp hạnh như vậy, bao nhiêu năng sành đạo phước đức rộng lớn? Đáp, tất cả. Hỏi, bao nhiêu là đạo giác hạnh? Đáp, một, đó là thứ chín. Hỏi, bao nhiêu là đạo thanh tịnh chướng? Đáp, một, đó là mười. Như vậy văn quyết trạch chủng loại, còn lại không hiền nói thêm. Lại nữa, như văn sở thành địa nhất trong đại thừa có thuyết về năm chủng tướng đại bồ đề, cần phải rõ biết. Đó là một tự tánh, hai công năng, ba giả hạnh, bốn truyền, năm hoàn, nhưng chưa phân biệt, này sẽ giải thích. Một, sao gọi là tự tánh đại bồ đề, tức là truyền y thắng vượt hơn thành phần độc giác. Truyền y đây lại có bốn chủng tướng, một tướng truyền sở y do sanh, hai tướng truyền sở y do không sanh, ba tướng khéo quan sát quả sở tri, bốn tướng pháp giới thanh tịnh. Tướng chuyển sở y do sanh, Phật đạo tương tục xuất hiện nơi đời, tức là sanh chuyển sở y. Nếu như chẳng vậy, không đắc chuyển y đây, đạo đây không sanh, lẽ không có chuyển. Nếu xa lìa không có đạo kia, mà có sự chuyển y đây, lúc chưa chuyển y, lẽ trước có đạo đây. Tướng chuyển sở y không do, do không sanh khởi, tất cả phiền não và các tập khí không sanh, tức là chuyển sở y. Nếu chẳng vậy, không đắc chuyển y đây, để tất cả các phiền não và các tập khí liền có các duyên hòa hợp, đã không sanh mà không chuyển y, lẽ ấy không thể có. Từ khéo quan sát quả sở tri, tức chuyển y đây là khéo thông đạt quả sở tri chân thật, là sở tri chân như. Nếu chẳng vậy, tự tánh chư Phật lẽ càng quan sát càng có chỗ đoạn, càng có chỗ diệt. Tướng pháp giới thanh tịnh, vì đã chuyển y rồi, năng trừ khiển tất cả tướng, nên là chỗ hiển pháp giới thiện thanh tịnh. Nếu chẳng vậy, đây lẽ vô thường, lẽ có thể nghĩ bàn, nhưng chuyển y đây là tướng thường trụ không thể nghĩ bàn. Lại nữa, không thể nghĩ bàn đây thuyết danh không hai do năm chủng tướng cần phải rõ biết. Một do tự tánh, hai do xứ, ba do trụ, bốn do đồng tánh khác tánh, năm do sở tác thành tựu. Do tự tánh nên không thể nghĩ bàn, hoặc tức sắc hoặc lìa sắc như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tức thọ tưởng hành thức hoặc lìa thọ tưởng hành thức. Như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tức địa giới hoặc lìa địa giới, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tức thủy giới hỏa giới phong giới, hoặc lìa thủy giới hỏa giới phong giới, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tức nhãn xứ hoặc lìa nhãn xứ, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tức nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc có hoặc chẳng phải có, như vậy không thể nghĩ bàn. Do xứ nên không thể nghĩ bàn, hoặc tại dục giới hoặc lìa dục giới, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tại sắc giới, vô sắc giới, hoặc lìa sắc giới, vô sắc giới, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tại cõi người hoặc lìa cõi người, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc tại cõi trời hoặc lìa cõi trời, như vậy không thể nghĩ bàn, hoặc ở phương đông hoặc lìa phương đông, cho đến hoặc ở phương tây nam bắc, các phương trên dưới hoặc lìa phương tây nam bắc, các phương trên dưới, như vậy không thể nghĩ bàn. Do trụ nên không thể nghĩ bàn, an trụ như vậy, sắc loại lạc trụ như vậy không thể nghĩ bàn. An trụ như vậy, sắc loại trụ samatha như vậy không thể nghĩ bàn. An trụ nơi trụ hữu tâm, như vậy không thể nghĩ bàn. An trụ nơi trụ vô tâm, như vậy không thể nghĩ bàn. An trụ như vậy, tức sắc loại thánh trụ, như vậy không thể nghĩ bàn. An trụ như vậy, tức sắc loại thiên trụ phạm trụ, như vậy không thể nghĩ bàn. Do đồng tánh khác tánh nên không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật đồng an trụ trong một giới vô lậu, đó là đồng tánh, đó là khác tánh, như vậy không thể nghĩ bàn. Do sở tác thành tựu nên không thể nghĩ bàn, như là như vậy đồng giới, đồng trí, thế lực dũng mãnh, trụ vô lậu giới, nhưng đây chuyển y, năng làm tất cả nghĩa lợi ích hữu tình, như vậy không thể nghĩ bàn. Đây lại có hai nhân duyên, nên biết không thể nghĩ bàn, vì nghĩa liềm ngôn thuyết và vượt quá đạo ngôn ngữ nên không thể nghĩ bàn. Lại vì xuất thế gian không thể lấy thế gian để thí dụ, nên không thể nghĩ bàn. Hai, sao gọi là công năng? Lực thuyết có 10 tự tại được gọi là công năng, như thọ lượng tự tại đã thuyết trong phần bản địa. Ba, sao gọi là gia hạnh? Nếu lực thuyết có 4 chủng giáo hóa gọi là gia hạnh. Một, vì hữu tình chưa thành thục khiến thành thục, nên hành Bồ Tát hạnh giáo hóa.
Hai, vì hữu tình đã thành thục, khiến giải thoát ở trong tam thiên đại thiên thế giới, trong ngàn muôn ức thiện bộ châu, đồng một thời nhiếp thọ phương tiện giáo hóa của Như Lai. Ba, vì giáo hóa hữu tình kia làm thanh văn giáo hóa. Bốn, vì giáo hóa hữu tình kia làm độc giác giáo hóa. Tất cả chư Phật Thế Tôn ở nơi bốn chủng sự giáo hóa đây, năng lực vô ngại biến khắp mười phương cõi giới. Bốn, sao gọi là chuyển? Chuyển đây lược có hai chủng. Một, quyền thời chuyển. Hai, rốt ráo chuyển. Quyền thời chuyển các hữu tình cho đến chưa thành thục, chưa được giải thoát, chư Phật Thế Tôn chuyển chuyển giáo hóa khiến biến đổi. Rốt ráo chuyển, như chư Phật vô tận không thể nghĩ bàn, tự tánh đại quang minh năng chuyển. Như vậy làm các việc chuyển chuyển giáo hóa tất cả hữu tình. Năm, sao gọi là hoàn? Hoàn đây cũng có hai chủng. Một, quyền thời hoàn. Hai, rốt ráo hoàn. Quyền thời hoàn vì giáo hóa khiến hữu tình đã thành thục, đã giải thoát từ đây không gián đoạn. Chư Phật Thế Tôn hiện bát niết bàn, chẳng phải rốt ráo diệt. Rốt ráo hoàn vì phiền não và các tập khí rốt ráo tận diệt, các khổ nương kia cũng tận diệt. Lại nữa, sao gọi là người năng xưng tán Như Lai được lợi ích? Bởi nương theo sự xưng tán ấy mà hành tự lợi, không thể tâm xưng tán Như Lai mà lại có hành động không như vậy. Vì cớ sao? Vì hành theo hạnh của chư Như Lai tức ẩn thiện, rất thiểu dục. Lại có hai chủng pháp rất hy hữu kỳ lạ khi xưng dương tán thán Như Lai. Một, khiến người tán thán thuần hành hạnh tự lợi sanh vô lượng phước. Hai, ở nơi hạnh viễn thì tất cả vì ngưỡng mộ chư Như Lai nên theo đó làm nhiều ích, đó là ở chỗ Như Lai như điều tán thán như vậy nhiếp thọ tự lợi, như như nhiếp thọ tự lợi như vậy gọi là dùng nhiếp thọ mà cúng dường Như Lai. Do nhân duyên đây sanh tụ phước rộng lớn vô tận. Lại chư Như Lai có hai chủng sự, một sự không khả ý, hai sự khả ý. Lại nữa, do sáu chủng tướng lược nhiếp công đức Như Lai: một, viên mãn; hai, vô cấu; ba, bất động; bốn, không gì sánh xứng; năm, năng làm sự nghiệp lợi ích hữu tình; sáu, công năng. Một, sao gọi là viên mãn? Chư Như Lai thành tựu tất cả công đức ba cõi và xuất thế gian, sở hữu công đức xuất thế gian kia siêu vượt tất cả đường ngôn ngữ, cho nên tất cả chỗ tán thán Như Lai chẳng thể đến được. Do nhân duyên đầy cả tán thán Như Lai không cùng tận. Hai, sao gọi là vô cấu? Các công đức có bảy chủng cấu: dục, kiến, nghi, mạn, kiều, tùy, miên, keo, lẫn. Tất cả điều cấu kia Như Lai vĩnh viễn không có. Vì cớ sao? Bởi chư Như Lai sở hữu công đức chẳng cầu người biết, như muốn khiến người biết ta thành tựu công đức như vậy như vậy. Lại ở đức đây mà không chấp trước kiến, lại ở đức đây không tự nghi hoặc đây là công đức ư, đây là lỗi lầm ư. Lại không đem sở hữu công đức mình so sánh cùng người khác, lại không quán thấy sở hữu công đức của mình mà kiêu say trạo cử, sành hớn hở, sành vui mừng. Công đức kia chẳng phải là chỗ tùy miên của các phiền não, mà là vĩnh viễn hại diệt phiền não tất cả, kể cả tập khí. Lại ở nơi công đức ấy tâm không kéo lẫn, tức là không có tâm nghĩ như vậy. Mong sao người đừng chứng đắc như thế. Ba, sao gọi là bất động? Vì các ngoại đạo không thể khuynh động, vì tất cả ma quận không thể khuynh động, vì tất cả giặc cướp không thể cướp đoạt, vì tất cả thân thuộc không thể hoại, vì tất cả vua quan không thể hoại, vì nước lửa gió lớn không làm biến đổi, vì thọ mạng tùy tận cũng không thối chuyển. Do công đức của chư Như Lai vô tận như vậy, cho nên biết được sự bất động kia. Bốn, sao gọi là không gì sánh xứng? Sở hữu công đức của chư Như Lai vì rất rộng lớn, vì rất tôn thắng, vì rất nhiều chủng, vì uy lực rộng lớn, vì tất cả hữu tình, tịnh, bất tịnh, không ai ngang cùng, cho nên nói là không gì sánh xứng. Năm, sao gọi là năng làm sự nghiệp lợi ích hữu tình? Là năng xà, xà đắc, an lạc rộng lớn, vô tội, phương tiện thể hiện ra hạnh lợi tha, cho nên năng làm việc lợi ích hữu tình. Sáu, sao gọi là công năng? Ở nơi sở tác sự nghiệp lợi ích hữu tình, vì không chờ khởi nguyện mà tự chứng đắc trọn đủ, vì ra hạnh trí kia làm thân thuộc, vì hàng thời chuyên trí như thế không gián đoạn. Lại nữa, do năm nhân duyên nên biết chư thiền không phải là chỗ nên quy y. Những gì là năm? Một, do hình tướng; hai, do tự tánh; ba, do tác nghiệp; bốn, do pháp nhĩ; năm, do nhân quả. Một, do hình tướng nên chư thiền không phải là chỗ quy y, do không hiện thấy, không giao tiếp gặp gỡ; do hình bạo ác gây sự sợ hãi; do thói quen phóng dật có tham ái; do xả lợi tha không bì mẫn; do không biết rõ nên làm và không nên làm, không thông đạt chân thật nghĩa; do hình tướng nên Như Lai là chỗ quy y chân chánh;
Do hiện thấy có giao tiếp nói năng, do hình tướng gần gũi bình dị không khiến hãi sợ, do không phóng dật để tham ái, do lòng bi mẫn thường không xả bỏ việc lợi ích hữu tình, do khéo rõ biết làm và không làm, do khéo thông đạt trần thật nghĩa, lại do năm tướng chỉ có Như Lai là chỗ quy y trần chánh. Những gì là năm? Một, vì lợi ích tất cả hữu tình thủ bồ đề; hai, vì năng khéo chuyển tránh pháp nhãn; ba, vì đối với hữu tình có ân có oán, không ân không oán, tâm đều làm lợi ích bình đẳng; bốn, vì xả tất cả nhà cửa quyến thuộc nhiếp thọ tham ái các căn tịch tĩnh; năm, vì năng khéo khai mở tất cả nghi hoặc. Hai, do tự tánh nên chư thiên chẳng phải là chỗ quy y, vì chư thiên kia thuận theo các lậu tánh không điều thiện, mà năng điều ngự người thì không đúng đạo lý. Như Lai vì vĩnh viễn lìa tất cả lậu tánh điều thiện nên năng điều ngự tất cả hữu tình. Ba, do tác nghiệp nên chư thiên chẳng phải là chỗ quy y, chư thiên kia lấy an trú thọ dụng các dục làm nghiệp tổn hại hữu tình vẫn còn có thể gây tạo ác nghiệp. Như Lai lấy an trụ tịnh lự vô cấu rộng lớn làm nghiệp, năng lấy việc lợi ích hữu tình làm nghiệp. Bốn, do pháp nhĩ nên chư thiên chẳng phải là chỗ quy y, những người thế gian và những người xuất thế gian có được việc tốt lành hưng thạnh tất cả đều nương công lực chính mình. Nếu lìa công lực đây, dù đối với chư thiên kia cúi mình sanh sâu cung kính cũng chẳng thể được. Tuy đối với chư thiên kia không làm những việc trên, chỉ cần tạo tác lực lành thiện sâu mãn tất năng được. Năm, do nhân quả nên chư thiên chẳng phải là chỗ quy y, thân chư thiên kia là do năng cảm nghiệp trời mà được, hay do cúng dường chư thiên mà được, hay là không nhân mà được. Nếu do năng cảm nghiệp trời mà được, chỉ nên quy y chỗ nghiệp tạo tác của chính bản thân, chẳng phải chư thiên kia. Nếu không nhân mà được, nên quy y không nhân, chẳng nên quy y chư thiên kia. Nếu do cúng dường chư thiên mà được thân chư thiên đây, là chỉ dùng cúng dường làm nhân, hay là trời, hay cả hai. Nếu chỉ do cúng dường, tùy sự cúng dường mà cảm thân trời, thì trời lẽ là hoàng đường.